đang giả 4,5 triệu em ạ. Đang giả 4,5 triệu. Được cái là rất là mới, chưa có đăng ký lần nào cả. Anh em lấy bây giờ thì phải công chứng sang tên mất tiền biển. Thôi giữ bản thân hạ bán anh 5 triệu đi, báo bán. Dạ, yeah, ok anh chưa? Kiên đại diện anh mua 5 triệu. Dạ, thế là chốt được là cái là đây là cũng là bán luôn cho các anh em trên live thôi. Vâng. Ok, chốt rồi nhá. Chốt 5 triệu nhá. Bất... anh đang bán hộ cho người nhà nên là phải đã phải hỏi ý kiến các bạn. Phải có tí lọc nhà. Nhưng mà là phải được 5 triệu hơn thì đấy, nhưng mà ý anh em là cứ phải người ta mua được. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho em xin phép em cái mic với anh nhé. Dạ vâng. 13 triệu bây giờ mình đang đang thương lượng với anh em ơi ạ, đang thương lượng với mấy nóc nhà. Nhìn rồi. Rồi, anh em lấy quay vòng đi, đang em đang đây là 4,5 triệu rồi trên live rồi, mua 5 triệu. 8 triệu với 5 triệu. Xe chưa đăng ký anh em nhá, bản 2021. Hơn 1000 cây, xe mới đi 1500 cây. Xe chưa này. Đang giải anh em bây giờ Vin. Thôi rồi mình đại diện cho mình đàn ông, mình đại diện cho cả gia đình trụ cột rồi. Bán đi xong rồi giải. Được nhá, chúng chốt rồi thì nhá. 5 triệu. 5 triệu đồng, 5 million anh em nhá, tiếng Anh 5 million. Đây anh em bán như này anh cộng tí thôi, anh em nhanh, cộng triệu bạc anh em nhanh. Em ạ không phải do dự đâu, vì mới con này có hơn sọi bao nhiêu. Tiếp, mới đi 1000 cây. Xe về bọn em phải đăng ký nữa. Đây phải đăng ký anh em nhá, phải đăng ký mất 3 triệu. Đây con này anh em phải đăng ký. Phải đăng ký nữa, về sang tên, về 29, 3 triệu, 3 triệu đồng đấy. Quay vòng đi anh em, quay vòng đi. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ cho. Lúc đấy là mới, bây giờ người ta ấy, để lâu rồi, 1 năm rồi bị phạt. Ừ, để lâu phạt đấy, bây giờ phạt 1,8 triệu. Xe này giờ ra đăng ký phạt 1,8 triệu. Bây giờ chỉ để bên anh mua lại hóa đơn, mà anh lại đổ hóa đơn anh đóng thuế từ đầu. Anh 5 triệu rưỡi thôi. Ôi bán anh 5 triệu, 5 rưỡi anh mua rồi. Bán anh 5 triệu trên này đi. Nhá, chốt cho anh em nhá, em tí ra kia làm 1-2 cuốc thế là đủ tiền 500. Anh em giờ công nghệ xanh nhờ kiếm lắm anh ạ, tháng kiếm mấy chục ấy. Anh làm gì đói lắm anh ạ. Nói gì ngày kiếm 1,5 triệu, tháng kiếm mấy chục luôn ấy. Đông luôn. Anh em công nghệ xanh ấy, anh em. Thôi xuống chốt 5 triệu nha, bây giờ khó bán đấy. Anh em công nghệ xanh tháng kiếm mấy chục nhá. Ngày kiếm chi phí để ra 1,5 triệu. Chi phí xăng điện cái thứ này. Ok, chốt cho em 5 triệu nhá. Xe chính chủ tên vợ đúng không? Xe đang tên mẹ em. Tên phụ ạ. Con này mua mới, cô mua bao nhiêu? 13 triệu 200. 13 triệu 200 năm 2022. Thôi mình đằng nào mình không đăng ký, công an nó phạt. Động phạt rửa mẹ ra pháp 1,8 triệu. Lệnh trên cấp trên đưa xuống, mẹ tại sao xe cộ đi không đăng ký đăng cốp gì đấy. Xe cộ đi không biển này có nghĩa là vi phạm giao thông, ai biết được nào lần. Phải phạt, đấy, bắt buộc về bọn anh đây là phải xử lý. Anh em mua xe về đăng ký ngay nhá, đừng để châu biển này ra. Đấy, vì đi đằng này không quản lý được, anh em đi va chạm không biết mẹ ông nào đi xe nào, không kiểu soát. Ok, chốt em, ok nhá. Okay, em chào các anh trên này cho anh nhé. 5 triệu, anh em ạ. Ơi một vòng đi, em đây em nhà. Anh Tuấn cho vào bên dưới bán đi. Em vào bên phạt 1,8 triệu anh em ạ, nhớ xe cộ mua mới về đi đăng ký ngay nhá. Như khi ra đăng ký phạt 1,8 triệu thì nó mẹ quá tội. Tưởng mình khôn hóa ra này, thành dở, thành chắc quá, thành chắc lép. Lên anh em 1,5 triệu nhá, anh em thôi nói chung là nhẹ nhàng đi đẩy xe hàng. Vâng, xe đi 1000 cây 2022 anh em nhá. 50cc 5,8 triệu cộng với 1,2 triệu ấy. Toàn đồ, 1,5 triệu. À, cậu 1,5 triệu. Đây là nhường cho này Nhung với Nhung. Mua được rồi, có một chiếc Jim Thái mua được rồi. Đây, tiếp theo về nhà có, em về một con Jim Việt ạ. Vâng. Biển 4 số. Trong lúc đợi Jim Thái lên đấy nhá, thì anh em cùng xem một chiếc Jim Việt Nam 2010. Được cái là kỹ thuật cũng đã là mông má dọn dành lành ngon lành lên rồi. Kê mâm kê thớt hết. Rồi. Xe này biển số là 30M36254 ạ. Ừ. À, Nhung có thể sang bên xanh nhá, để các anh em comment ở bên xanh khá nhiều đấy. Anh Nguyễn Hiền ơi, có Jim Thái thì không biết là anh muốn mua tầm bao tiền ạ? Jim Thái đẹp thì phạt, tại em chưa còn ạ. Phạt 1,8 triệu. Không nên thế đâu anh ạ. Để đi thôi, đầy đủ hồ sơ công chứng được. Chấm đen đấy. Có 1,5 triệu mà anh ơi, chấm đen sao được.
giao lưu đưa đò thôi anh ạ. Vâng, chào tất cả anh em nhá. Hơn 300 anh em bên bếp xanh rồi và rất nhiều anh em trên vâng, bếp đỏ. Chào tất cả các anh em đang xem livestream bên xe máy Hoàng Kiên ạ. Rồi, một phen khởi động. Mới khởi động có tí thôi mà anh Nguyễn Đại. Vâng, chào anh nhá. Chào anh Xuân Trường, ship về Thanh Hóa cho anh. Anh đặt cọc luôn xong bọn em sẽ tiến hành gọi xe. Thanh Hóa thì ngày mai là có xe lăn bánh rồi. Đúng rồi ạ. Đây Jim Việt, những cái mẫu mà các bác hỏi rất nhiều. Đặc biệt là cái tầm tiền, em cũng báo luôn nhá, 20.300. Dọn dẹp ngon lành như thế này rồi, hàng cũng là vừa vừa, để mà nói căng đét thì em không dám nhận. Bắn cát thôi, cái câu chuyện này thôi, họ chạm thì cũng phải chấp nhận. Đấy các bác ạ, tầm Jim Việt 2010 mà Jim thì nó ở giá thành cao hơn. Nhưng mà các bác nhìn này, nó khuôn, nó vuông, kiếm áo nó sáng, đồ đạc nó đều. Thì đấy là những cái gì nó ổn định cho cái mình chọn lựa một chiếc Jim. Tầm tiền 20.300. 30M36254. Đấy em nổ máy cho các bác nghe. Đúng rồi, mẫu Jim Việt. Đây ạ. Đấy, nghe máy này. Máy chất không các bạn? Thì vẫn có Jim này các bác nhìn. Đấy, mất mỗi cái gọi là máy thôi. Chứ còn đây, các bác nhìn hàng nguyên Jim nhá. Ốc này. Đấy, tay. Vành này, đấy nó không gì. Đây này, anh phải quay các cái chân vành này cho các bác xem. Đấy, vành này nó không bị gì. Lườn này, nó không có lỗi. Đúng không ạ? Em mác ra máy khung sườn, đây nắp bình xăng nữa. Đấy là những cái mà các bác hay hỏi em khi em like và khi các bác mua xe nhiều nhất. Đó là khung sườn nó phải chắc chắn. Đấy, nắp bình xăng lườn có bắn rồi nhưng mà nó vẫn là vuông ngon lành hết. Vừa đi này, tai này, like thổ chạy hàng thoải mái luôn, đúng không ạ? Máy chất. Tầm tiền là 20.300. À, con gì đen đằng sau anh lá xanh con NVX anh rồi tí bên em lên luôn giờ đấy ạ. Như Ablet à, lết em còn nhiều hơn nữa cơ. Đây anh Nguyễn Trọng Hà hỏi toàn xe đẹp, mỗi tội nghèo lên chỉ nhìn mà thèm. Thôi thiệp anh ơi, 20.300, anh nào mua Way ấy, Way A110 ấy, nên cân đối cho em với cái mức tiền đấy. Các anh chơi Jim luôn luôn là có cái lợi hơn. Thứ nhất mai sau bán, thứ hai là chạy những cái dòng Jim Việt đầu vào bốn ốc thì cũng không phải trình bày nhiều, đúng không các anh? Luôn luôn là căng là chất. Bác lớn tuổi đi sang mà anh em đi trẻ đi nhìn cũng rất là gọi là chất. Em rất thích Jim, nói chung là nhà em cũng rất mạnh về Jim. Đây là cái thật sự, không chê Way đâu, em cũng buôn Way rất nhiều. Nhưng mà để nói Jim nó vẫn có những cái cuốn hút hơn hẳn luôn. Way nhà em cũng liên tục về đấy, nhưng mà Jim vẫn chất. Rồi anh Trọng Hà, anh cứ lên cửa hàng em mua xe là bên em sẽ giảm giá cho anh nhá. Vâng, 20.300 với một chiếc Jim Việt 20.300, chính xác. 30M36254 ạ. Chiếc cúp cũng like xong rồi. Oh, ok. Tiếp theo em sẽ lên một con Win. Win gì nhỉ? Win China. Rồi. Nói một cách khác hay gọi nó tên nó mỹ miều hơn là hàng Win liên doanh. Đúng không ạ? Chưa có từ nào của tàu cả, liên doanh với Trung Quốc. Đấy là hàng Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam hay là gọi là hàng Win nhập khẩu Trung Quốc cũng được. Đấy, toàn những cái tên em thấy là nghe cũng hay. Giống như đúng không ạ? Rất là thương hiệu luôn rồi. Thôi thì cũng đã từng like một buổi rồi. Hôm nay nó dọn dẹp, nó thay những cái này, em cũng trình bày luôn vào những cái gầu gáo sinh nhan cho nó gọi là nó như cái xe, chính xác là gọi là như cái xe. Dẫn nổ bên đấy hộ anh cái để trong lúc anh em nghe. Hàng Trung Quốc nhá, thì nó là những cái đầu bò ốc dài hay là những cái D-Tech này. Đấy anh quên rồi, quay lại cái đầu bò ốc dài này. Đấy, máy D-Tech này. Đấy, đấy, khung sườn này. Rồi dẫn đến vẫn nổ ngon này thôi. Lốp này lốp bám đường chưa? Lốp bám đường. Biển 37X4929. Vẫn đang nổ suốt trong lúc này đấy. Các cái đồ này là vào hết nhá. Thôi thật sự với các anh em cũng thông cảm. Trung Quốc rồi thì nó có vào bằng Trung Quốc thì cũng chả sao, còn nếu mà nó vào bằng Honda thì lại gửi lời chân thành cảm ơn đi. Đã vào đồ thì chả có gì để chê cả. Với một chiếc Win tàu biển số là 37X4929 ạ. Rất nhiều các anh em vẫn đang có giá cho các anh. Nhưng là bao tiền à? Mời các anh em đến với một chiếc đi ăn đi làm vừa tầm tiền, em thấy rất vừa. Bản thân em là người mua chiếc này cái hôm đấy nhưng mà anh chưa rõ. Anh Trần thì chị Dung cũng khỏe lại rồi anh ạ. Chị đang hơi mệt xíu thôi ạ. 208. Thôi để cho các anh em mình trên like này là 3 triệu thôi. Đấy, có 3 triệu mà em like được 208 hôm nay dọn dẹp tiền. Vâng. Nó cũng vào ít đồ nữa, công cán các anh ấy. 3 triệu. Anh em nào đúng chân hay lên cân đối cho em. Trông cụt này chắc chắn lắm, em cũng bảy mấy kg mà nhìn nó này là cũng ok. Côn số xe này vẫn đi thổi rồi, được rồi, ngon rồi đấy, hợp lý. Bác nào có nhu cầu xe đi ăn đi làm hợp chạy giải quyết phương tiện đi lại trong những cái lúc khó khăn hoặc những lúc